Xin chào tất cả các em. Như vậy là hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu sang một cái bài mới nữa, cũng thuộc về cái chương 2, chương vận động, đó là bài 9, cấu tạo và tính chất của cơ. Như vậy thì hệ vận động thì sẽ bao gồm hai cơ quan, đó là cơ và xương. Chúng ta đã tìm hiểu xong về xương rồi thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ, được chưa nào? Như vậy thì ở cái phần bài 4 hôm trước chúng ta học trong cái chương 1 á, bài mô á, thì chúng ta thấy là trong cơ thể của chúng ta có bốn cái nhóm mô chính, trong đó có một nhóm mô người ta gọi là mô cơ. Như vậy trong nhóm mô cơ này là chia làm ba loại mô, đó là mô cơ tim thì cấu tạo nên quả tim trong cơ thể của chúng ta, thứ hai là mô cơ trơn thì cấu tạo nên thành của các nội quan, ví dụ như ruột, dạ dày, vân vân, và loại cơ thứ ba đó là mô cơ vân, thì đó chính là cái cơ mà chúng ta học trong bài hôm nay, nó thuộc về cái hệ vận động. Như vậy thì cơ thì nó sẽ bám vào xương, và khi mà cơ co thì sẽ làm cho xương cử động, vì vậy người ta gọi là cơ xương. Và nó còn có một cái tên gọi khác là cơ vân. Vì sao? Vì trong cấu tạo của cơ này nó có những cái vân sáng và vân tối xen kỹ nhau, cho nên người ta gọi nó là cơ vân. Đặc biệt là người ta thấy là gì đây, ở trong cơ thể của con người mình có khoảng 600 cơ tạo thành một cái hệ cơ. Và đặc biệt là tùy vào cái vị trí của cái cơ đó trên cơ thể và cái chức năng của nó mà nó sẽ có những hình dạng khác nhau. Tuy nhiên phần lớn đều có cái cấu tạo điển hình, đó là dạng bắp cơ có hình thoi dài. Như vậy chúng ta sẽ sang tìm hiểu cho cô phần đầu tiên. Một là mã cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ. Như vậy thì các bạn có thể quan sát cái hình vẽ trong sách giáo khoa đấy. Chúng ta có thể quan sát cái hình vẽ này. Để cô đưa cái điện thoại to lên để chúng ta nhìn rõ hơn nha. Rồi nếu mà cô đưa cái điện thoại lên cao quá thì chúng ta lại không nhìn rõ được, cho nên cô sẽ kéo từ từ, quyển sách từ từ lên để chúng ta nhìn thấy nha. Như vậy ở đây chúng ta tìm hiểu về cái cơ ở cơ bắp tay, ở phần cánh tay của chúng ta đấy này. Rồi thì chúng ta thấy là nó có cấu tạo này, đây là cái bắp cơ. Rồi chúng ta quan sát kỹ nha. Rồi đây là bó cơ, đây là tế bào cơ hay còn gọi là sợi cơ. Ta thấy nó có cái màng bên ngoài và đây là nhân của tế bào. Mỗi tế bào chúng ta thấy này, nhân. Đặc biệt là trong cái tế bào cơ này nó có các cái tơ cơ. Và tơ cơ này nó chia làm hai loại. Đó là gì? Tơ cơ dày, vì nó dày này, tối này. Và tơ cơ mảnh, chúng ta nhìn thấy đây, nó mảnh hơn, có màu sáng hơn. Và nó chia làm hai cái đĩa, đó là đĩa sáng, là nơi không có sự phân bố của tơ cơ dày, và đĩa tối là có sự phân bố của tơ cơ dày. Thì đây là đĩa tối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái thông tin có ở phần 1 la mã này, sau đó trả lời cho cô hai cái câu hỏi. Rồi câu hỏi thứ nhất, bắp cơ có cấu tạo như thế nào? Như vậy thì đối với phần này chúng ta chỉ trả lời đơn giản thôi, đó là bắp cơ thì gồm nhiều bó cơ, mà mỗi bó cơ thì gồm nhiều sợi cơ, tế bào cơ. Như vậy ở phần bắp cơ thì chúng ta thấy là nó có cái bụng cơ nó phình to ra, như lúc nãy chúng ta quan sát ở trên hình vẽ đó. Này, cô để lại cho chúng ta nhìn kỹ hơn nha. Đây, thì nó có cái phần bụng cơ của nó đây, thì nó phình to ra. Và hai cái đầu nó là có gân. Hai đầu cơ này có gân, và cái gân này nó sẽ bám vào xương. Gân này bám vào xương, và đây là phần bụng cơ nó phình to ra. Và đặc biệt là người ta thấy là gì đây, nó có cấu tạo là gồm nhiều cái bó cơ trong đó, và mỗi bó cơ thì sẽ bao gồm nhiều sợi cơ hay còn gọi là tế bào cơ. Chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai, đó là nêu cấu tạo của tế bào cơ. Thì cấu tạo của tế bào cơ á, thì nó được cấu tạo từ các cái tơ cơ, và nó gồm có hai loại, đó là tơ cơ mảnh và tơ cơ dày, và nó xếp song song với nhau. Tơ cơ mảnh thì nó có đặc điểm là nó trơn, còn tơ cơ dày thì nó có máu xương chắc, cho nên nhìn nó dày hơn, đậm hơn, người ta gọi là tối hơn đấy. Và đặc biệt là cái phần tơ cơ giữa hai tấm dép là cái đơn vị cấu trúc của tế bào cơ. Chúng ta nhìn chỗ hình vẽ này thì cô giới thiệu cho chúng ta này. Rồi như vậy đây là hai cái tấm dép này đây. Và giới hạn bởi hai tấm dép này, cứ mỗi một giới hạn này người ta gọi đây là một đơn vị cấu trúc của tế bào cơ, hay người ta còn gọi đây là một tiết cơ. Và đặc biệt chúng ta thấy là cái phần này đấy, chỉ có cái phần đoạn này đoạn đầu này thì không có sự phân bố của tơ cơ dày, cho nên nó tạo thành đĩa sáng. Và cái đoạn này đây
có sự phân bố của tơ cơ dày thì nó tạo thành đĩa đĩa tối, cho nên nó tạo thành cái trên cái sợi cơ của chúng ta nó tạo thành những cái vân sáng và vân tối, cho nên là chúng ta cơ xương còn được gọi một cái tên khác, đó là cơ vân. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cho cô phần 2 là tính chất của cơ, thì người ta tiến hành cho chúng ta một cái thí nghiệm như sau. Thí nghiệm được mô tả ở hình 9.2, đây là thí nghiệm sự co cơ. Như vậy thì người ta thấy là đây, người ta có một cái bảng đen. Trên cái bảng đen này người ta gắn một cái cần ghi. Cần ghi là trên cái cần ghi này là có một cái đầu có thể ghi được ở trên bảng đen và nó vừa chạm vào cái bảng đen này. Rồi, đặc biệt là người ta gắn cái một cái cần ghi này á, một đầu thì người ta gắn vào một cái quả cân và đầu còn lại thì người ta gắn vào một cái xương cẳng, cái cơ cẳng chân của ở đùi, ở cái cẳng chân, cái cơ cẳng chân ở con ếch. Rồi đây, cơ cẳng chân được tách ra từ phần cẳng chân của con ếch đây. Rồi như vậy là khi mà người ta tác động một cái kích thích vào tác động vào cái dây thần kinh đi tới cơ cẳng chân của con ếch, người ta tác động vào đây một cái kích thích, thì sau đó cái cơ giãn làm cho cần ghi kéo lên, sau đó hạ xuống, thì nó vẽ ra một đồ thị đây, kéo lên rồi hạ xuống, vẽ ra cho chúng ta một cái đồ thị. Bây giờ cô mô tả đơn giản lại, có nghĩa là cái cần ghi này lúc đầu thì nó đứng im. Vì sao nó đứng im? Bởi vì một đầu của nó được nối với cái cơ cẳng chân ở con ếch và một đầu có một cái quả cân đối trọng để giữ cho nó là thăng bằng. Sau đó người ta tác động một cái kích thích vào cái đùi của con ếch, thì người ta thấy là gì đây? Cái chân, cái cơ của con ếch nó co, làm cho cái cần ghi khi mà nó co thì nó kéo lên, làm cho cần ghi kéo lên. Sau đó thì nó thả xuống và vẽ trên cái bảng này cho chúng ta một cái đồ thị. Như vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là khi kích thích thì cần ghi vĩ lên đồ thị cho ta biết được điều gì? Cho ta biết là điều gì đây? Khi bị kích thích thì cơ nó sẽ phản ứng lại bằng cách là nó co cơ. Giải thích cơ chế co cơ. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cơ co á, thì cái tơ cơ mạnh nó sẽ xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày và làm cho cái tế bào cơ nó ngắn lại. Khi nó ngắn lại thì đương nhiên nó sẽ kéo cái cần ghi lên và làm cho vĩ ra một cái đồ thị. Như vậy bây giờ các bạn hãy tìm cho cô cái vị trí tơ cơ dày khi cơ co hoàn toàn. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cơ co hoàn toàn thì tơ cơ dày nó sẽ lồng vào bên trong tơ cơ mảnh, cho nên làm cho cái tế bào cơ nó sẽ ngắn lại. Như vậy sự thay đổi chiều dài đĩa sáng và đĩa tối khi cơ co vì sao, thì chúng ta cũng nêu được cái này. Như vậy chúng ta thấy là khi cơ co thì đĩa sáng nó sẽ ngắn lại, còn đĩa tối thì nó không thay đổi. Vì sao? Vì chỉ có tơ cơ mảnh nó trượt vào vùng phân bố của tơ cơ dày, cho nên là đĩa sáng sẽ ngắn lại và đĩa tối thì không thay đổi. Như vậy đây chúng ta trả lời được cái câu tính chất của cơ là gì. Như vậy đây, tính chất căn bản của cơ đó là sự co và giãn khi mà bị kích thích. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cô các cái câu hỏi ở trong sách bài tập nha, ở trong sách giáo khoa nha. Câu thứ nhất: ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế, búa cao su, gõ nhẹ vào gân xương bánh chè thì thấy hiện tượng gì xảy ra? Như vậy ở đây chúng ta thấy là nếu như các bạn ngồi như thế này, bỏ thõng chân xuống mà dùng cái búa, đây là búa cao su nha, đừng có lấy cái búa đóng đinh ở nhà mình gõ vào là nát xương bánh chè luôn đấy, đúng chưa? Như vậy là chúng ta chỉ cần gõ vào đầu của xương bánh chè thì lập tức là chúng ta thấy cái chân như thế nào? Chân chúng ta đá lên, và người ta gọi đây là phản xạ co cơ. Như vậy phản xạ co cơ này, bây giờ chúng ta hãy mô tả cơ chế của phản xạ đầu gối và dựa vào đó em hãy giải thích cơ chế phản xạ của sự co cơ. Như vậy là chúng ta mô tả trước này. Đây, chúng ta dựa vào đây. Chúng ta thấy là khi có một kích thích tác động vào cái cơ quan thụ cảm, chính là các cái dây chằng ở xương bánh chè, thì lập tức là các dây chằng ở xương bánh chè này nó phải phát sinh một cái xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm về trung ương thần kinh, đó là tủy sống. Và tại tủy sống này nó phải phát sinh một cái xung thần kinh theo dây thần kinh ly tâm đi đến cơ quan phản ứng, chính là bắp cơ, và làm cho bắp cơ này co lại. Khi mà bắp cơ này co lại thì cái gân này nó sẽ níu cái xương này lên, làm cho xương chúng ta đá lên, làm cho chân chúng ta đá lên, bởi vì xương này được níu lên này, đúng chưa? Thì đó chính là cơ chế của sự phản xạ co cơ. Như vậy ở đây chúng ta có thể giải thích được là gì, chúng ta có thể khẳng định được là điều gì này, đó là
đó là cơ co khi có kích thích từ môi trường, và đặc biệt là nó chịu ảnh hưởng của hệ thần thần kinh, tức là nó có sự tác động của hệ thần thần kinh. Bây giờ chúng ta để ý cho cô này, gặp cẳng tay vào sát với cánh tay, em thấy bắp cơ trước cánh tay thay đổi như thế nào? Thì chúng ta thấy thay đổi như thế nào nhỉ? Bắp cơ gặp mạnh vào thì chúng ta thấy cái phần bắp cơ này nó phình to ra. À, vì sao có sự thay đổi đó? Bởi vì cơ lúc này nó co, cho nên là làm cho cái bụng cơ nó phình lên, cho nên chúng ta thấy là cái phần cơ này, phần bụng cơ này phình to lên. Khi chúng ta gặp lại thì chúng ta thấy là có một cái cục u nổi lên đấy, giống như người ta gọi đó là con chuột đấy, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái phần 3, đó là ý nghĩa của hoạt động co cơ. Thì đây chúng ta có hai cái câu hỏi mà chúng ta cần trả lời. Câu thứ nhất đó là sự co cơ có tác dụng gì? Thì đây chúng ta có thể trả lời được, đúng không? Cơ thường bám vào hai cái xương qua khớp, cho nên khi mà cơ co thì sẽ làm cho xương cử động và dẫn tới cái sự vận động của cơ thể. Rồi cái câu tiếp theo, thử phân tích sự phối hợp hoạt động co và giãn giữa cơ hai đầu là cơ gấp và cơ ba đầu là cơ duỗi ở cánh tay. Thì chúng ta nhìn thấy này, này, đây là cơ hai đầu vì nó có cái hai đầu gân này, còn cơ ba đầu là nó có tới ba đầu gân. Như vậy là đây là cơ hai đầu ở phía trước, người ta gọi đây là cơ gấp, và đây là cơ ba đầu, người ta gọi đây là cơ duỗi. Như vậy bây giờ mình phân tích cái sự phối hợp hoạt động của sự co và giãn của hai cơ này như thế nào nha. Tức là khi cái cơ gấp này, cơ hai đầu này mà co thì lập tức là cái cơ ba này nó sẽ duỗi ra. Như vậy nó duỗi ra để làm gì? Khi cơ này co thì sẽ làm cho cánh tay nó gấp lại này, cánh tay gấp vào cái xương cẳng tay, sẽ gấp sát vào xương cẳng tay. Còn khi cái cơ hai đầu này nó duỗi ra thì cái cơ ba đầu này nó sẽ co và nó sẽ kéo cánh tay trở về thẳng xuống vị trí ban đầu. Như vậy ở đây chúng ta thấy là ở chân mình cũng vậy, ở cái phần xương đùi với xương cẳng chân ấy, thì nó cũng có cơ hai đầu và cơ ba đầu. Cho nên có trường hợp là chúng ta sẽ giải thích được cái trường hợp mà chúng ta đi bơi mà, hoặc là chúng ta chạy mà chúng ta bị chuột rút á. Như vậy chuột rút có nghĩa là gì? Có nghĩa là cả cơ hai đầu và cơ ba đầu này nó đều co. Như vậy khi nó co thì cơ hai đầu này nó níu về phía bên này, còn cơ ba đầu nó níu về phía bên này, làm cho cái cánh tay hoặc là cái bắp chân của chúng ta, cái cẳng chân của ta không có gấp lên được mà cũng không duỗi thẳng ra được. Cho nên lúc đó là chúng ta đang bị chuột rút. Lúc như vậy là chúng ta phải ngừng lại, chúng ta làm gì nhỉ? Hít thở thật sâu, bắt đầu xoa bóp để cho cơ nó trở về vị trí ban đầu. Như vậy thì chúng ta có thể trình bày lại một cách đơn giản hơn, đúng không? Cơ hai đầu co thì cơ ba đầu duỗi nâng cái cẳng tay về phía trước này, còn cơ hai đầu mà duỗi thì cơ ba đầu nó sẽ co và nó duỗi cánh tay ra. Như vậy theo các em thì muốn hệ cơ phát triển tốt thì sẽ cần làm gì nhỉ? Thứ nhất là mình sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng này, oxy này bằng cách xoa bóp cơ này, rồi mình phải tham gia lao động và thể dục thể thao buổi sáng buổi chiều một cách vừa sức. Rồi như vậy là cái bài học ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Nếu có phần nào chưa hiểu thì các bạn hãy comment cô sẽ giải thích, bởi vì bài này nó cũng tương đối mới và khó đối với các em. Các câu hỏi về sau bài tập ấy thì cô thấy nó cũng dễ thôi, chỉ cái câu 3 là hơi khó, đó là tình trạng chúng ta gặp vì chuột rút á, cô vừa giải thích cho các bạn rồi cho nên cô không nói lại. Chúc các em học tốt, hãy like, chia sẻ và đặc biệt là nếu thấy quảng cáo thì hãy kích vào để giúp cho kênh của thầy cô lớn mạnh, để thầy cô có động lực cùng đồng hành với các em trong thời gian sắp tới nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.